chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Mình là Tony Nguyễn. Làm con gái ai cũng muốn crush của mình nhớ vừa mình và mong sẽ đi đến một tình yêu sâu đậm. Nhưng đâu phải ai cũng biết làm điều đó. Vậy video này mình sẽ chia sẻ làm sao để crush luôn nhớ về mình. Đây là video mình làm cho các bạn nữ. Nhưng có lỡ các bạn nam nào đang xem thì cũng không sao. Vì biết đâu mình xem xong video này mình cũng học thêm được nhiều kinh nghiệm trong tình yêu. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn 5 bước gây thương nhớ đến crush của mình. Bước thứ nhất là anh đi anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương, nhớ ai dải nắng dầm sương, nhớ ai tát nước bên đường hôm nào. Theo câu ca dao trên, bạn muốn crush nhớ thương bạn thì bạn cứ quyệt cho anh ta ăn cà dầm tương và canh rau muống, thì anh ta có chạy đường trời cũng phải nhớ thương da diết đến bạn. Nhớ đến bạn thì hãy lo cho bao tử anh ta trước. Cái này là đúng nha các bạn. Vì ngày xưa mình có biết một gái rất là thích mình. Ngày nào đi học vào lớp cô ấy cũng tặng mình bánh ngọt kẹo ngọt để ăn. Ăn riết chén chút đai đường nên mình cứ nhớ cô ta hỏi. You serious? Bước thứ hai là luôn tỏ ra yếu đuối để được anh ta che chở bảo vệ, vì đó là cách thu hút anh ta về phía bạn. Con trai luôn muốn mạnh mẽ trước phái đẹp. Khi anh ấy che chở bảo vệ bạn, anh ấy thấy bản thân anh ta có giá trị và nhận ra bản thân anh ta có những ưu điểm thế mạnh và lúc nào cũng tự hào về bản thân anh ta. Và chính bạn tạo cho anh ta cảm giác đó. Lúc mình còn đi học, cô bạn gái crush mình cũng hay thường kể chuyện buồn xảy ra trong gia đình cô ấy. Cô ấy hay khóc và rắc bánh bèo trước mặt của mình. Lúc đó mình chia sẻ và an ủi cô ta, làm cho cô ta hết buồn. Tự nhiên mình cảm thấy bản thân mình có giá trị và tự đánh giá cao về bản thân mình luôn chứ. Giống như mình là điểm tựa cho cô ta vậy đó. Chính vì vậy mình đã luôn nhớ đến cô ấy và cảnh cô ấy khác trước mặt mình. Bước thứ ba là bạn phải tỏ ra bận rộn với công việc học hay công việc làm của mình. Vì bạn càng bận rộn thì anh ta mới nảy sinh tấm tò mò của mình. Anh ta sẽ nghĩ bạn đang làm gì và vì sao bạn bận rộn như vậy. Càng kích thích tấm tò mò anh ta bao nhiêu thì anh ấy càng nghĩ đến bạn bấy nhiêu. Khi bạn càng bận rộn để phát triển bản thân, bạn càng hấp dẫn trong mắt anh ta hơn. Ngày xưa, crush mình cũng rất là bận rộn với việc học, cho nên khi mình được ở bên cạnh học chung với cô ấy hoặc đi bộ dạo chơi xung quanh trường học, cũng là lúc mình cảm thấy may mắn khi cô ta dành thời gian riêng của cô ấy cho mình. Vì vậy, mình sẽ không chú ý tới cô gái nào mà dành nhiều thời gian cho mình quá. Bạn nữ cũng đừng nên dành nhiều thời gian cho người mình thích, vì đó là sai lầm. Bước thứ tư là giúp đỡ anh ấy khi anh ấy cần. Bạn phải biết quan tâm, yêu thương, dịu dàng dành cho anh ta. Khi anh ấy có chuyện buồn, bạn là người biết lắng nghe và chia sẻ với anh ấy. Khi xưa bạn gái học chung lớp với mình lúc nào cũng biết lắng nghe chuyện buồn của mình. Vì vậy khi mình buồn là nhớ đến cô ta ngay lập tức
và tìm đến cô ấy để tâm sự. Dần dần cô ta là người quan trọng không thể thiếu trong đời mình. Bước thứ 5, phải biết làm đẹp bản thân. Người ta nói không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp bản thân mà thôi. Vì vậy các bạn phải ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, trang điểm nhẹ, anh ấy sẽ say nắng vì bạn. Vì người ta nói con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai, nên bạn lúc nào cũng đẹp trong mắt anh ta khi bạn biết làm đẹp bản thân mình. Các bạn cũng có thể dùng mùi nước hoa riêng để làm anh ta phải nhớ đến mùi hương đó và nhớ đến bạn. Trên thì có một bước mình không nhắc đến, nhưng các bạn phải luôn cân nhắc, bởi vì cái này rất là quan trọng. Bởi vì khi mà một người con gái tốt bụng hay có lòng bao dung thì sẽ cuốn hút được một người con trai thích mình. Bởi vì khi mà người con gái đó tốt bụng hay có những cử chỉ quan tâm chăm sóc những người già, người trẻ hoặc những thú cưng, thì cái hành động đó luôn in sâu vào người con trai và họ sẽ nhớ đến bạn da diết, và lúc nào họ cũng nghĩ đến cái hành động tốt bụng của bạn mà họ sẽ không bao giờ quên bạn được. Bởi vì cái này là cái tính cách sẽ thu hút người đàn ông, bởi vì người đàn ông sẽ chỉ đỡ ý đến những người phụ nữ bên ngoài thì trong một thời gian ngắn thôi, nhưng mà cái quan trọng bên trong là họ sẽ nhớ đến suốt đời. Bởi vậy nên cái tính cách và cái biểu hiện mà thương yêu thú cưng thì cái đó cũng phải tự trong cái bản thân người phụ nữ cảm thấy mình là một người tốt, một người muốn giúp đỡ mọi người, muốn yêu thương động vật, yêu thương người già, trẻ em, thì cái đó là cái bản tánh của mỗi người. Cho nên mình cũng muốn nhắc đến đây là những gì mình nói ở bên trên là những cái thủ thuật, những cái chiêu thức để mình thu hút đàn ông nhớ đến mình, làm cho crush của mình nhớ đến mình, nhưng mà đó chỉ là ngắn hạn thôi. Còn muốn mà người ta phải nhớ đến mình da diết hay là lúc nào cũng có hình ảnh mình trong đầu thì phải là cái bản tính của mình phải là tốt. Bởi vì khi mà mình tốt, mình bao dung mọi người, mình yêu thương tất cả mọi người thì sẽ có những người đàn ông tốt sẽ yêu thương mình và lúc nào cũng nhớ đến mình và lo lắng cho mình. Bởi vì cái đó là cái đáp trả lại của nhân quả mà thôi. Cuối cùng thì video này cũng kết thúc tại đây, và mình mong các bạn sẽ thành công trong việc chinh phục và gây thương nhớ đến crush của các bạn, và chúc các bạn luôn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Đừng quên chia sẻ, bấm like và đăng ký kênh của mình. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn video kế tiếp.